Xin chào tất cả các bác, cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Thì hiện tại Mạnh đang ở Lũng Cáng nha các bác nhé. Đó, thì bác nhìn xuống ở phía dưới đây, có một cái đám ruộng quá đẹp luôn. Đó, bà con vừa mới cấy xong. Thì em điếc công tử ấy, là em vừa ấy, là Mạnh hôm nay sẽ cùng em ấy vào trong cái khu vực em ấy, nhà cũ của em ngày xưa nhá, khi trước khi hạ sơn ấy, thì để lấy măng. Và cái thứ hai nữa là Mạnh sẽ khảo sát cái khu vực đó, là em ấy rất là mong muốn có một cái ao ở trong đó và có những cái đám ruộng ở đó, nên là Mạnh hôm nay sẽ cùng em nó vào vừa khảo sát mà cũng vừa là lấy măng luôn. Đó, đứng ở đây các bác nhìn thấy nào. Thấy không? Trùng trùng điệp điệp luôn nhé. Mà đang có hạt mưa này, không biết này có thành công không. Đó. Đây rồi. Cảm ơn bác. Chiều nay đi em. Em được cho anh đi hướng dẫn đất đai của em. Đi nào. Mời các bác nhá, cùng đi với cả Mạnh, với cả em vừa nhá. Đường ở trong chỗ mà em đang muốn làm lán phát triển kinh tế đây nhá các bác nhá. Đường này vào thì vẫn phải là mở rộng ra. Đường này là máy chưa thể đi ở đâu nhá các bác nhá. Nếu Mạnh làm xong cái tuyến đường bên kia đó, là Mạnh có thể quay trở lại phía bên này và làm cái tuyến đường bên này nhá các bác nhá. Đó, đường bên này thì ngắn hơn đường bên kia. Đấy, thì không dài đâu. Đường bên này là một số bà con là trồng lúa ở bên này rất nhiều, làm nương. Con gọn nó ven. Ôi. Chậm ơi, có nghe thấy đâu cơ. Chậm chậm thôi. Đó, không đi nhưng mà đi chậm chậm thôi. Nhanh quá, nhanh là nguy hiểm lắm. Mưa rồi các bác ơi. Hồi sau xe điếc công tử này là rất là nguy hiểm nha các bác nhé, bởi vì không nghe thấy chỉ đạo đâu, bảo đi chậm chậm. Thấy bảo là em vừa em ấy bảo là đi xe máy vào đó, cách đó còn khoảng độ đi bộ còn khoảng độ phải 1 tiếng nhé mới lên nơi các bác, khá là xa. Ừ.
nắp đường mương thủy lợi này các bác ạ. Đi trên cái nắp đường mương này nhanh như tên này. Ê, người vùng cao khác, bản năng họ sinh tồn khác với cả người ở vùng xuôi. Họ đi được xe ở trong những con đường quá nhỏ bé. Ờ, đi đường nào đây? À, thế để xe ở đây. À, đi. À. Em cho Mạnh đi xuống. Còn một mình em đi lên. Các bác vào trong cái thung lũng này nhìn thích không? Bà con làm nương, làm lán ở trong này. Trang trại trong này rất nhiều. Đó. Đây là nhà nước đã làm tuyến đường mương nổi đấy nha các bác nhé. Đó. Để phục vụ thủy lợi cho những cái đám ruộng ở dưới trung tâm thôn nhé. Xa đôi. Không biết là tận chỗ nào các bác ạ. Đường này mà máy vào là cũng phải hy sinh cái khu vực này đó các bác ạ. Mở rộng ra. Đường bên này thì bà con là chuyên có làm ruộng. Đó. Làm ruộng là chủ yếu. Đó. Nên là cũng không cần mở to lắm. Nếu mà có vào thì cần mở rộng khoảng độ 2 mét. Như này bây giờ mới được mét. Hơi nhỏ. Ồ. Đây. Trong này bà con vừa mới cấy xong. Kia trên kia còn đang có mấy người đang lom khom cấy. Xa xa tít trên kia các bác nhìn nào. Đó. Vừa biết nó đi đến tận chỗ nào. Rất là lý tưởng luôn. Trùng trùng điệp điệp. Xe máy của Vừ là chi đi được đến chỗ này nhá. Cảm ơn anh mà cho khổ cho gia đình anh. Đây. Anh đã làm được gì đâu mà cứ kêu là khổ cho anh. À, còn làm gì đấy? Hả? À. Ăn nghịch nước à? Lấy tải với dao nữa. Tiện đi khảo sát là lấy luôn măng các bác nhé. Ôi xin chào. Chào chú. Vâng. À hôm nay cấy đây à? À em để bà em để bà nhớ mà em kéo nước từ đây em đi vào mà. Ừ. Rồi kéo nước từ đây vào. Kéo nước về tận ao ấy, tận đây. Hôm nay cấy xong không à ông ơi? À thế ạ. Ruộng đẹp quá nhỉ. À cả vợ anh Báo sao ấy? Cả vợ anh Báo kia sao phải không? Vợ anh Báo đấy. Đúng không? À. Ơi. Xin chào. Chị cấy đây à? Hôm nay tổng động viên cả nhà.
Cao phết nha các bác nhé. Nhìn thôi lên dốc lắm. Ây da. Xin chào. Gieo khô như này cũng được á? Mạ à? Hả anh ấy? Đây, mình đang cấy đây. Đấy. Mạ dài ngoằng luôn. Đây. Tiếp tục lên. Đây các bác thấy không? Ruộng bé lắm. Rất là nhiều mà. Ở trên trước này thì có, trước này thì các thôn ở Lông Cá, trước này thì ở đây thì cũng có đất ruộng ở đây. Thì của em thì tính ngoài bên kia rồi. Đây. Ruộng bé tí. Cái số này mà chủ nó bảo là nó định, chủ nó bảo nó bán mà khu này hết chỗ này đi 50 triệu mà. Sao lại bán đi? Yeah. Sao nó lại bán đi nhỉ? Không có nước, với là không có nước thì chủ nó bảo bán 50 triệu từ đây đi, chủ cái trồng ngô này mà. Ây da. Vâng. Năm mươi triệu chỗ này nó phải nằm ở dưới ấy, gần ven đường nhựa bé tí này. Đường xá vào thì không có. Đây, đây nước có đây, đây sao nó lại bảo không có nước. Ruộng người ta cấy được ở trên này không chịu bắt về. Các bác nhìn nước nó ở bên kia đúng không? Bắt tốt sang bên này. Đó, bắt theo cái đường này. Cái đót này, nhiều cái đót này các bác. Củ đào đót đấy. Mỗi chỗ của nhà anh nhìn là trống ạ. À nghệ à? Không phải đót. Xin lỗi các bác nhé, mạnh tưởng củ đót. Nghệ vàng. Đấy các bác thấy. Từ cái đám ruộng này, những cái đám ruộng này sang đến cái đám khô khô kia thoải mái. Biết chủ nhà sao lại bán đi mà không chịu cày tác. Rừng vàng biển bạc bán đất đi thì chỉ có chết đói. Gì ơi, lặn. Thôi thả nó đi, thả nó đi. Thôi thả. Tổ, các bác. Ý, nó nằm im. Ý. Thôi. Vâng, quan sát. Em vừa em đang bảo là chỗ này là của em Vân 17 tuổi ấy. Đó. Wow. Các bác thấy thế nào? Mê ly không? Nhìn thích luôn. Bên này nữa này. Ây da. Bên này nó để giống ngô.
Lâu rồi chắc không cấy lúa nữa. À mạ đầy kìa. À sự béo đây à. Miếng bé bé đây đúng không? Ờ. Đây là này cái dòng bạch đàn này là keo và thu được ngay. Thế nhưng mà nó lại có một cái khó là như này, đường xá không vào được thì đến lúc bán thì cũng chả ai mua, có mang được ra ngoài kia thì giá thành lại thành quá cao thì họ lại không thể thu mua được. Đang mưa các bác ạ. Ồ. Ừ, bé tí. Như thế này thì mà khó lắm. Ừ. Vâng. Con đường mà dân đi làm ăn như là hàng ngày chỉ đi bộ thôi. Một cái để như là đi như là một cái lối đi thôi mà. Ừ. Nó cho con bò đi. Oh. Ồ. Oh. Vừa cấy xong. Xanh lè. Mạ tốt quá. Ấy, bên kia lại. Một nhà nào nữa kia. Sắp đến chưa? Ôi. Ờ. À. Ờ, ừ. Vâng, vâng. Chiều nay họ gia đình của anh chống đây thì mua nói anh ấy bảo thì định làm một cái định đào bên kia với chồng ở đây xong để làm đào một cái ao đây. Ờ, chứ ngăn cái này lại. Nhưng mà bây giờ có bê máy lên đây được đâu. Ước gì các bác ạ, ước nhiều lúc Mạnh cũng vẫn muốn nói là ước gì cái máy có thể biến nó bé để đút vào túi quần, xong lên đây lại dở nó ra. Đó. Nhưng mà đường, cũng phải đường điện trường trạm, tất cả mọi thứ phải có. Hộ ở đây luôn vào này, nhà chỉnh đất nhá. Hộ này ngăn cái ao chỗ này thì đẹp rồi, đúng giữa lòng khe, nhưng mà phải làm cống cẩn thận thì mới được, không thì mưa một trận là thổi bay luôn. Đây các bác thấy, đây vẫn còn hai cái mí tỏ tướng. Chỗ này ngày xưa chắc là ao các bác, chỗ dòng rau. Kia rừng bầu luôn. Ruộng trên đỉnh núi. Nhà Điếc Công Tử vào đây phải 2 cây. Phải tầm đó. Xa lắm rồi. Không biết là đã sắp tới nơi chưa. Đây các bác nhìn. Đang mưa. Lại còn mưa dày chứ. Sao? Sợ anh mất à? Vâng, anh quá. Sợ anh không thấy anh đâu à? Mưa dày quá. Mưa to rồi.
Không có mũ. Đấy, các bác thấy không? Bà con người ta gieo mạ ở đây. Bà con vùng cao gieo mạ trên cao. Ê, lúc cấy là mới nhổ xuống. Đất ruộng của em đây, em đất ruộng của em đây, mái trường bên kia anh, mái trường bên kia. À, ruộng bên đấy à? Chỗ cái, à. Chỗ cái bạt kia. Đây. Đấy. Xa lắm. Ờ. Đang mưa rồi. Nó mưa to tí trơn không xuống được. Đi dép sợ không dám đi giày các bác ạ. Thế mà hôm nay lại mưa. Đây. Bám đây lại mở ra tiếp. Đây là tất cả của chúng gia đình bác già mình quay mà. À. Vâng. Nhiều nhỉ. Tất cả xuống ở đây. À. Thì thế của mình đâu? Chia ra hai bố con này, con ở bên dưới này, ông để bên trên này. Ừ, thế của mình đâu? Vâng, vâng. Trên này à? Đây mình. À. Ừ. Đấy. Giờ mạ xanh lè đi. Vẫn tiếp tục lên nha các bác nhá. Nước đi xuyên vào trong à. Ồ. Giờ chỉ sang tiếp này. Ui rồi các bác ơi. Đi từ dưới này lên. Mệt dã man luôn. Ừ. Gia đình em thì cũng đây à, tự mở được đấy à? Thì em không có vốn thì em không vốn thì em cũng vừa đào con đường đây qua. À. Để con đường đây vào bên này. Ừ. Bên này phải nói là giấc mơ. Giấc mơ có đường của các em hay ác thật. Đây mới được một đoạn chứ. Mới mở chỗ này à? À, chắc chưa đi vòng trên này. Không mở né dưới này. Để cho nó thẳng. Hôm nay buồn nhá các bác nhá. Đi này gặp mưa. Sợ nhất là mưa to. À, trên này em lại sửa tiếp. Này. Vẫn tiếp tục sửa. À, cây này lại đổ nghiêng đây. Đó. Đường này chắc rộng được mét. Xe chưa lên thế bao giờ. Quý vị. Lâu không leo núi các bạn ạ. Leo mệt quá. Vừa ngay ở dưới kia phải nghỉ một tour. Lên đây nó có tí gió. Dễ chịu. Đây của ai đây? Hả? À? À. Định làm chuồng đây á. Hả? Ừ. Mưa quá. Ừ. Có thông ở đây mà của ông. Ừ. Ruộng ở đâu? Ruộng ở đâu? Ruộng ở đâu? Ruộng. Ruộng cấy này. Cấy đây à? Chỗ này á? Ừ. Chỗ này đây em ạ. À. Làm chuồng. Gia đình hai vợ chồng em đào. Đào mấy ngày đây rồi? Phải làm nhà đây. Nếu mà làm chuồng chứ phải làm dưới này. À, làm nhà đây, lán đây. Làm lán đây. Mà
ở dưới bên dưới này kia nó vâng. Ờ. Ruộng mà ao ở dưới này. À, bên này các bác ạ, ruộng cũ là ở bên này. Đó. Mắc dây chân. Đây thì xa quá, nhưng mà vẫn gần hơn ông xính một chân các bạn. Xính một chân thì xa, lắc xa lư. Đâu? À đây. Đây à. 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 Tít tít dưới này à? Muốn làm ăn thì phải lên lên trên này. Cú đây thôi vâng. Nhưng mà từ đây xuống, từ đây xuống mà làm ao cá thành tít dưới kia nhau làm chuồng trại ở trên bên đồi này. Và thằng nhớ con vật nuôi tất cả những phía núi bên kia và khu khu này. Và thả tất cả những vật nuôi vào. Và à. Từ phía núi bên kia là của thì núi bên kia về đấy là của đất của gia đình. Thì tiến bên kia sang bên kia là được của đất của Minh Tên. Giáp Minh Tên mà. Nếu trong việc trồng cỏ giết cho châu bò hay là dê thì cũng trồng qua hai ba số rồi, phát rồi trồng hai ba số đây. Được, ý tưởng tốt đấy. Giấc mơ lớn quá. Tham vọng quá. Này, chí lớn quá. Nước thì nó ở đầu nguồn, nó ở trên này mà. Em bảo là em thả hết dê riêng thứ ở cái khu vực này. Chỗ này là làm ruộng. Nếu mà phát khu không trồng chân được gì đây để trồng cây. Vâng, để trồng cây cối. Đúng rồi. Phát nữa bờ đây để trồng cỏ cho chó bò với lại đúng rồi. Làm chỗ này để trồng ruộng phục vụ cho gia đình mà. Như trong gia đình em thì cũng đất thì nó dân tộc em thì đất thì nó rất là xa nhá. Và em xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi đây vâng. Chuồng trại thì tít trên này cơ các bạn. Mà phải mở chuồng nhưng mà phải mở hết chỗ này qua dưới mà. Rồi. Em thuê anh trai của Trần với Trần Bảo mà cái này đảo ruộng như là kiểu là phá bật đi mà bây giờ nó sập hết mà. Thuê anh trai của Trần. Nhưng mà nó cao như này nó chả hỏng. Làm sao mà người làm được như này thì là ác lắm rồi. Từ ruộng nọ xuống ruộng kia đến 3 mét tả ly thế này. Đấy các bác, ruộng tít nữa ở dưới này. Đó. Cái này làm ruộng đây là rất khó khăn nha các bác. Chịu làm cái ao ở kia. Em được làm được vài vùng ngô ở đây đi nhưng mà vài vùng ngô đấy nhưng mà cái ruộng thì đầm mỡ đây này thì mới về chưa tốt. Phải có phân vật nó để có lấy phân vào cho vào thì nó mới tốt được. Đúng rồi. Vâng. Thì nó mới xốp. Vâng. Nó mới xốp đất. Phát đi. Đúng rồi. Phát sạch. Xốp chứ không phải phát. Nếu mà kiểu em thì em xác định ngày mai kia em có thể lên phát sạch xem. Đúng rồi. Vâng. Xong dòng ngô đã, làm một vài vụ ngô đã. Đúng không? Kiểu ơi. Thôi ý tưởng là biết là như thế rồi.
Đi trên đấy à? Lại lên trên đấy à? Đi lên trên này, đi lên trên này xong rồi lấy măng. À. Măng bên này xuống. Bên này xuống dưới. À, xuống không đi tuột xuống luôn. Dưới này thì dưới nhà nhà ruộng của bác, ruộng của bác quê ấy. À. Ruộng của bác quê đi về luôn. À à. Thế lấy luôn từ dưới này đi xuống luôn, leo tít trên kia làm gì? Ở đây đi xuống làm. À, đúng rồi. Đúng rồi, định cho leo lên tít trên quả núi, đỉnh núi trên kia. Xong lại cho quay xuống hay gì? Trên này nó mới có đất. Lên trên này đất có nhiều đất. Vừ công tử thì thao hồ mà tỏa sáng. Ừ. Lên đây mới tỏa sáng này. Cho bò lợn gà kéo lên trên này. Nó vì trên này thì nó vắng nó ít bệnh và nó ít bệnh với lại gió thì nó mát hơn. Bảo em mới lên trên này cho tỏa sáng nhưng em không hiểu các bác ạ. Mấy mét xuống một đám này thì nó chả vỡ. Đây các bác nhìn xuống đây vừa thấp. Đúng rồi, bỏ đi ba đám, hai đám dồn một. Đấy, dưới này này. Cẩn thận đấy. Đây, mang to tướng các bạn. Úi, à. Nửa to không các bác? Ngày xưa cách đây khoảng độ hơn 20 năm là có cái nứa này đánh ống lươn thì thích thật đấy các bác. Mạnh mới gở tất thắng đi đá liền nhưng mà nứa nó không được to mức độ này. Cũng thi thoảng có nhưng mà phải nói cây đây to thật. Vừa xiên tóe lưỡi. Hiểu không? Đấy. Từ cả cái khe này xuống, từ cái khe này xuống mà có măng. Mỗi lần thu hò ra cũng trên vài bao luôn. Thu hò ra thì cũng trên 2-30 cân mà. Nhưng mà có về có người nó cũng lên đấy rồi. Rồi nếu mà còn ít mà. Đi thôi. Bụi này hết rồi. Nhưng mà không có người lấy thì mỗi lần thu hoặc một lần thì cũng trên được 20-30 kg mà. Trời ơi. Đây các bạn, nhìn tối om. Ây da, to đấy, ơi lan mất. Chặt vợ đi, chặt vợ đi. Măng nửa to. Ây da, to đấy. Ơi.
Các bác thấy cây núa to. Ui. Cái này bé. Gì á? Thế mất hết củ đi. Kia kia. Vâng. Ấy. Anh có nhìn thấy măng em à? Em cảm ơn anh mừng như vậy. Em rất là ôi lấy đi chặt đi. Anh có nhìn thấy nó em gì rồi nhưng mà tí thì chú nào cũng đi. Úi. Mấy bụi trên kia không biết có không? Hết rồi. Cái này này. Có củ này. Củ này củ nâu. Lấy một củ thôi. Đấy. Miếng à củ nâu. Củ này à? Hả? Cho em thì lấy đi vào. Trước này em đo bông lấy củ này đi. À. Đo bông mà đo bông mà tiêu chạy đo xong lấy. À. Lấy cái này đi đuông hoặc là. À là khỏi luôn đúng không? Ừ. Đỏ au luôn. Nha. Vâng. Đấy, tiếp tục lấy măng. Búi này nhiều phết các bác. Đây, lại được thêm hai cái nữa. To tướng rồi. Nắm dĩn lắm. Con không? Nhiều phết rồi, một bao rồi. Có... Bên kia có nhưng mà bên kia sang vách, không muốn sang. Ừ. Ê. Ừ. Chặt vừa thôi. Ồ, ngắn quá, cái đấy ngắn. Đôi củ ấy ngon các bác. Đây các bác nhìn thấy không? Bà con người ta bắt nước từ trên này về bản đấy. Mấy cây số. Từ đây đi nó phải tầm 3 cây. Ô, tuột nõ rồi. Ngại mạnh mãi mới xuống được cái thác này các bác, cái vách này. Đi thác thì đi thác thì nó đi lên thì nó không sao, đi xuống rất nguy hiểm nhé các bác nhé. Cao lắm, trên đấy cao. Không lấy được. Trên này cao.
Cảm ơn anh rồi nữa. Anh lên mà còn lấy mang cô vắt nhiều lắm anh ạ. Vắt nhiều. Các anh nữa. Đây này các bác này. Vắt này. Đấy. Các khe chân này. Ồ. Đây này. Ôi, bỏ đi. Ây, nó bắt dài lắm. Rồi. Mày à bưới. Có không? Em còn bị nữa này. Ừ. Rồi, cá bỏ đi, đi đi. Nhớ. Ừ. Rồi. Con này mùa này thì nó ở suối này là nó khá là nhiều luôn các bác. Nó mưa này. Loại ra rất nhiều nhé. Đây là mình còn chưa đi hẳn lên cao nữa. Ý là khu này nó vẫn là còn ở dưới thấp. Nhiều người người ta đi lại. Nếu mà vào lên hẳn trên kia nữa thì nhiều lắm. Vừa lúc nãy xuống mạnh. Còn nhớ ngày xưa bé thả trâu ở. Còn ở nhà thả trâu là Mạnh đã lấy cái lá cây đấy rồi. Mạnh đã quết vào trước rồi, nhưng mà vẫn bị. Đó. Đây, ra ăn ruộng rồi. Làm một bao luôn. Đây các bác bảo ruộng ở đây bé này thì bằng một dải chân của vừa thì làm gì. Đó. Nhìn thì rất đẹp thôi, nhưng bà con ở vùng cao cấy được bông lúa không phải là đơn giản nhé. Đó. Ngãy tít ở trong kia sao, trong cái khe này sao. Đây các bác nhìn thấy không? Con này nó to này. Dài lên, dài lắm. Ừ. Con này nó to này cơ mà. Đấy. Nổ ngổm luôn. Đấy. Đấy. Nó bám chặt lắm. Nằm im rồi. Ôi. Con này là em vừa bị đốt nhá. Nó cắn đấy. Đây nha các bác nhá. Măng đây. Măng nứa đây. Măng nứa Hà Giang luôn nhá. Còn đấy. Anh phải nhìn trên núi, trên hoa cảnh núi cao, trên núi cao mà nhìn tất cả khu trên em thì gia đình cho nơi đây mà nhìn tất cả những hoặc nhìn tất cả những hoa cảnh núi bên kia mày. Ừ. Vẫn có nhiều người lấy đi gần hết. Đúng rồi. Đi thì nó lại mọc lại. Đúng rồi. Mà nó mọc lại mà. Đấy, củ này mới ngon này. Này mới ngon. Hí.
Đang nứa tuyệt vời luôn các bác ạ. Khu này là không biết là qua cái mùa mang đó này lại có cái mùa mang đáng kìa. Thì mang nó qua gần Tết thì nó mới có cái mang đáng kìa. Mang vào kìa. Quá trình mà nếu mà mở được đường đi vào đến khu vực của bà con ở phía bên này nhé các bác nhé. Nó có hai phía. Một phía là đi sang bên cái khu vực Mạnh đang làm để sang lán của em Xính. Và một khu vực bên này là sang chủ yếu là khu vực của bà con là cấy ruộng. Và cũng dòng ngô ngáy rất nhiều nhé các bác nhé. Đây, lán nước trang trại của họ vẫn đang ở đây. Đó. Nhưng mà lâu lâu mới lên. Đó. Mạnh hứa là nếu máy của Mạnh lên được đến đó, đến đây ấy, thì Mạnh sẽ mở cho em Điếc Công Tử này những đám ruộng có thể nhá, và những cái ao có thể làm. Đó. Mạnh hứa danh dự luôn. Bởi vì là ở khu nhà em Điếc Công Tử này là không có đất để làm ruộng. Và cái ao đó, kể cả như các bác cũng xem qua video, các bác cũng bảo là làm cho em Điếc một cái ao. Thế nhưng mà cái ao đó thì nguồn nước nó không về được. Và cái hai nữa là nếu mà mở cái ao to ở đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực bà con ở phía bên dưới. Bởi vì là nhà em Vừ này là ở rất cao. Đó. Mà nếu mở ao to, nếu mà có xảy ra sơ suất gì đó là sẽ ảnh hưởng đến bà con ở phía dưới. Nên là chỉ có vào trong những khu vực như này thôi, làm ao đó và làm ruộng và nuôi trồng thủy sản ở trong này. Nội dung là như vậy, dòng những cây lâm nghiệp đó, chăn dê, chăn trâu, chăn bò thì có thể là phát triển được kinh tế thôi. Nếu ở ngoài kia thì không có đất để làm đâu, chỉ có đất để ở thôi. Đó, nên là nếu mà máy của Mạnh mà vào được đến trong này, Mạnh sẽ cố gắng hết sức mình giúp đỡ cho bà con nơi đây. Hay là nói riêng là bà con ở khu vực Hà Giang. Đấy, các tỉnh biên giới này. Mạnh sẽ giúp đỡ hết mình luôn. Đó, nhưng mà quan trọng là thời gian có các bác xem qua video đó thì thấy Mạnh đã bắt đầu là khởi công cái tuyến đường sang em Lán Xính một chân rồi. Đó, và Mạnh mong muốn rằng đó các bác cùng đồng hành với Mạnh để giúp sức đẩy Mạnh phát triển kinh tế cho bà con ở những tỉnh biên giới hay là tỉnh Hà Giang nói riêng. Đó, ngày một phát triển các bác nhé. Bởi vì các bác biết là nhìn thấy những cái cây măng nứa nó còn to được như này thì các bác biết là nó còn đang khó khăn đến mức độ này. Nếu mà măng nứa mà nó bé thì là còn đã được phát triển, nhưng măng nứa nó còn to như này. Đó. Mà ngon không các bác? Đây. Tuyệt 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 luôn. Mang tay to như bắp tay luôn. Còn to hơn. Đấy các bác nhìn là bắp tay em vừa kia, mang to này mà. Vĩ đại. Em vừa này em rất thông minh nhá. Chẳng qua là không may là cái tai của em bị vậy. Nếu cái tai em không bị vậy, Mạnh sẽ đào tạo cho em lái máy xúc ngay. Bởi vì nó có một cái khó như này các bác ạ. Khi hai người nói chuyện với nhau nó không tương đồng. Đó. Nên nó rất là khó. Và hai nữa là khi máy móc nó có xảy ra cái vấn đề gì đó thì cái tai của em lại không nghe được. Đó. Nên là nó rất là khó nhá. Đấy. Và cái chuyện là dạy được em ấy để thành lái được máy xúc thì lại càng cực kỳ là khó.
Rất nhanh nhẹn, thông minh, mỗi tội là về bộ phận âm thanh là không nghe rõ. Mang thích không các bác? À, lau đi. Nó có đất. Con lấy được bà này thôi, nếu mà trời không mưa với lại không có vắt thì cũng lấy thêm nhiều hơn. Nhưng mà thân em rất cảm ơn mà anh mà vấp vào cho anh quá. Không có gì, đi đâu. Các bác thấy thế nào? Piu piu. Ra chỗ này. Đẹp chưa? Bao la luôn. Đó. Mảnh ruộng bậc thang. Đây. Lán em vần. Đẹp luôn. Này mà có đường lên nữa thì quá đẹp luôn. Đó. Và sau đây thì Mạnh xin phép các bác là được kết thúc video tại đây. Hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo trên kênh của Mạnh. Xin cảm ơn tất cả các bác một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại. Quá đẹp luôn.